Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chiến hạm HQ-10 bị đánh chìm, ba chiếc còn lại phải rút lui. Và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước công khai nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử này, với hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa. Thế nhưng cuộc chiến oai hùng vốn không được sử sách nhà nước ghi nhớ, cũng không được lưu truyền cho thế hệ trẻ qua sách vở nhà trường, dường như lại tiếp tục bị lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự lại bị quấy rối. Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự được nhiều người biết đến, chia sẻ ghi nhận. Theo ghi nhận của tôi thì mấy ngày hôm nay thì trên các cái phương tiện truyền thông nhà nước thì cũng có một vài bài báo nhắc đến cái sự kiện cách đây 41 năm ngoài Hoàng Sa. Đấy là những cái hoạt động duy nhất mà ghi nhận từ phía nhà nước. Thế còn ở phía nhân dân thì bây giờ ở Việt Nam thì rất nhiều các cái hội nhóm, rất nhiều các cái tổ chức, người dân họ tự kỷ niệm với nhau, nhưng mà không được lớn, không được đông và không được rộng rãi như năm trước. Bởi vì cái tình hình đàn áp các cái hoạt động của xã hội dân sự, của các cái hội nhóm thì bây giờ nó đang ở trong cái thời kỳ rất là khốc liệt. Thế cho nên là việc các cái hoạt động kỷ niệm thì các cái tổ chức và những các cái cá nhân tham gia thì họ dè dặt hơn và họ kín đáo hơn. Và cũng gặp phải một số những các cái trường hợp, ví dụ chẳng hạn như là phá vòng hoa viếng này, rồi gây hấn ra chửi bới này, là họ cũng có gặp ở hiện trường. Ví dụ chẳng hạn như sáng nay là có một nhóm những anh chị em ở Hà Nội thì cũng có ra tượng vua Lý Thái Tổ ở ngay trung tâm Hà Nội để tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa lịch sử. Cũng có một số người ta gọi là dư luận viên, họ giật những các cái vòng hoa, rồi giật những các cái băng tưởng niệm ghi lại cái việc tưởng niệm cái sự kiện Hoàng Sa. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc. Về lý do sự kiện lịch sử này năm nay bị truyền thông nhà nước phớt lờ, anh Thắng cho rằng: từ trước đến nay là cái việc truyền thông nhà nước kiểm duyệt, hạn chế đưa tin những cái vấn đề liên quan đến những cái tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đã là một cái rất là phổ biến. Thế nhưng mà đặc biệt là trong cái dịp này thì Việt Nam đang có cái đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là cái thời điểm mà những các cái nhạy cảm chính trị, những cái vấn đề nhạy cảm chính trị là người ta hết sức là cân nhắc và người ta tránh những cái vấn đề động chạm đến Trung Quốc. Rõ ràng đấy là một cái hiện tượng nó đã xảy ra rất nhiều lần khi liên quan đến các cái kỳ đại hội đảng. Một trong những sĩ quan trực tiếp chiến đấu và chứng kiến trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, Trung úy Phạm Ngọc Roa, phụ tá sĩ quan hải hành, người thường xuyên có mặt trên đài chỉ huy phụ trách khối hàng hải, nói ông hơi ngạc nhiên vì năm ngoái báo chí nhà nước đua nhau đăng bài về sự kiện này, nhưng năm nay đột nhiên lại có phần im hơi lặng tiếng trở lại. Khi được hỏi về các hoạt động tri ân của chính quyền địa phương như tổ chức thăm viếng hay quyên góp hỗ trợ những người lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu không cân sức ở Hoàng Sa năm 1974, Trung úy Roa cười buồn. Vậy là cái này thì không bao giờ có đâu. Không những thế, Trung úy Roa cho biết, ông còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ khi có báo chí hay các tổ chức xã hội dân sự tới thăm hỏi. Bên nhà nước là gọi tôi lên nói là trách tôi, là lý do là người ta nói chuyện với anh chưa được phép của nhà nước. Những ai mà muốn liên lạc với anh là anh phải trình báo với nhà nước để mà nhà nước coi là tránh mà tôi bị mua chuộc, hoặc là coi là bị mấy cái người trong cái nhóm phản động nào đó họ lôi kéo. Mà năm ngoái tôi cũng bị coi là bị rầy ra. Năm ngoái thì là có phóng viên báo Tuổi Trẻ ở dưới thành phố, rồi phóng viên ở Đài Lâm Đồng, rồi cái nhóm Nuo ở dưới thành phố tới nhà. Sau khi mà coi là họ về rồi, một hai ngày sau thì tôi được chính quyền xã mời lên trên đó, rồi gặp mấy ông công an xã trên đó, rồi họ bắt tôi làm kiểm điểm, rồi lý do là như vậy.
Một sự kiện lịch sử quan trọng không được nhà nước tưởng niệm. Những anh hùng hy sinh xương máu để bảo vệ biển đảo Tổ quốc không được vinh danh xứng đáng. Nhưng những nhân chứng lịch sử ấy, những người trực tiếp tham gia chiến đấu như Trung úy Roa, không buồn tủi trước sự bất công này. Tôi cũng chẳng buồn gì cả thôi cô. Thì coi là mình chấp nhận cái số phận như vậy rồi. Tuy nhiên, ông bày tỏ mong ước. Ai cũng mong, coi là cũng mong muốn những người đã đổ máu, những người đã chết hoặc là những người mà hiện giờ còn sống là hồi xưa. Tuy là họ là ở miền Nam, nhưng mà họ chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam. Cái Việt Nam hồi đó và bất cứ mãi mãi, dù cho bất cứ một cái chính quyền nào có thể thay đổi, nhưng mà cái Tổ quốc Việt Nam là nó là một trên thế giới, là không bao giờ thay đổi được. Một người lính coi là đi chiến đấu, coi là bảo vệ coi là Tổ quốc, thì ai cũng muốn được nhà nước coi là chiếu cố về vấn đề này vấn đề kia chứ, cái đó là con người mà. Hà Nội lâu nay cẩn trọng, không muốn làm phật lòng nước láng giềng cộng sản anh em Trung Quốc, và cũng tìm cách không để chủ nghĩa dân tộc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt Trung. Trong một bài viết đánh dấu 65 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng Giêng năm 1950, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng Việt Nam-Trung Quốc đã kinh qua thời gian. Ông Minh nhắc nhớ rằng 65 năm trước, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo cột mốc lịch sử trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Trở ngại lớn nhất trong quan hệ song phương là tranh chấp Biển Đông, với các hoạt động của Trung Quốc không ngừng lấn áp giành chủ quyền bất chấp luật pháp quốc tế và tinh thần bài trung phản đối Trung Quốc xâm lược đang ngày càng dâng cao trong lòng dân chúng Việt Nam.